Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Mời mọi người cùng với em, chúng ta hôm nay cùng nhau ngắm cái bông hồng có tên gọi là hồng Liên Anh mọi người nha. Thì cách đây tầm 2-3 năm thôi, thì đây là một trong số những cái mặt hoa hồng phải nói là giá trị nhất trên thị trường luôn. Gọi là bông hồng tiền tỷ á mọi người. Thời điểm đó thì mỗi cây nhỏ nhỏ thôi cũng rơi vào tầm là 500-600 triệu một cây đó mọi người. Kinh khủng chưa? Nhưng mà các bác các chị có thể thấy là cái thời gian vừa qua thì hầu hết tất cả những cái mặt hoa thì nó đều xuống giá cả. Và cái cây hồng Liên Anh này thì nó cũng không phải là ngoại lệ mọi người. Giá thì nó cũng xuống rất nhiều. Nhưng mà nói chung là bữa nay thì giá cả cũng phải chăng để mọi người dễ sưu tầm. Và cái về cái độ đẹp thì đối với những anh em mà chúng ta thích chơi hoa sưu tầm giả hạt thì nó cũng mãi còn trường tồn mọi người ha. Hôm nay thì tranh thủ quay clip lên thì mời các bác anh chị cùng với em chúng ta cùng nhau ngắm mặt hoa cũng như là thân thủ của cây hồng Liên Anh đang nở hoa trong vườn này. Và ngoài ra thì có một số cây thì chia sẻ cho mọi người luôn. Đây, nói chung là đợt này cũng khá là mừng bởi vì đang có cây để chia sẻ. Thì em sẽ lần lượt quay từ những cây nhỏ cây lớn nha mọi người. Nói chung giá vài trăm ngàn thôi mọi người. Đây mọi người đã xem là có một cây nhỏ nè, hai cây nhỏ nè, ba cây nhỏ. Có ba cái cây nhỏ đây nhé mọi người. Đây. Rồi, và mỗi một cây như vậy. Đây, mỗi một cây nhỏ đây thì sẽ có giá là 300 ngàn mọi người nha. 300 ngàn một cây nhỏ này. Một cây này nha, 300 ngàn một cây nha. Hai cây, cây đây thắt ngọn rồi. Về mọi người có thể trồng ít bữa nữa nó lên mầm gốc lại, nó lại phi tiếp. Đây, cây đây nữa. Đều ra rễ rồi nhé mọi người. 300 ngàn một cây thôi nha. mỗi năm là mấy trăm triệu, 500 triệu một cây. Bữa nay còn 300 ngàn, mọi người thấy xuống giá kinh khủng không? Thứ hai á, thì em cũng có ba cái cây lớn nha mọi người. Một cây nè, hai cây, ba cây lợn, hai cây, và tiếp theo nữa là ba cây. Rồi, cái cây ba cây này mỗi cây thì giá là 400 ngàn thôi nha. 400 ngàn. Nói chung là bữa nay là chia sẻ cho mọi người là cái giá để mọi người sưu tầm thôi, chứ cái mùa này thì hầu hết mấy cái bông tiền tỷ rồi tiền trăm triệu gì là nó xuống giá hết. Nên là cũng gọi là tuy là xuống giá nhưng mà cũng có cái niềm vui là khi là chia sẻ được cho mọi người với những cái mặt hoa đẹp với những cái giá cả phải chăng. Giúp cho các bác anh chị chúng ta về có được ngắm thêm cũng như là sưu tầm thêm một cái giống lan mới ở trong vườn mà chúng ta không phải lăn tăn về cái chuyện là đầu tư quá nhiều giống như mọi năm nữa mọi người. Gọi là năm nay đúng tính chất là chơi sưu tầm luôn. Đó, nói chung hồng Liên Anh thì đợt này đang nở nhiều nụ nhiều lắm mọi người. Rồi, quay trở lại với cái bông đang nở ngày hôm nay. Đó, nãy giờ mọi người ngắm thấy cái mặt hoa đây chắc là nhiều bác nhiều anh chị chúng ta cũng nhìn thấy ghiền ha. Đó. Ngày xưa mắc kinh khủng mọi người, giá cao kinh khủng lắm. Rồi, và đây thân lá mọi người. Các bác anh chị hay để những cái cây hồng mà, cây những cái cây mà cái thân thủ nó xanh sạch mà nó có ngấn đậm á, thì hai anh em nhiều anh em là người ta biết từ lâu, người ta để ý, người ta hay săn những cây giả hạt rừng mà nó cho kiểu như này mọi người, tức là thân nó sạch nhưng mà ngấn nó đậm đó, là nó hay cho ra những cái kiểu mà mặt hoa hồng đẹp lắm. Gọi là một trong số những cái dấu hiệu thôi mọi người. Đây nè, thân lá nè. Đó, thân sạch ngấn đậm nha, thân sạch ngấn đậm. Thân lá hồng Liên Anh thì cũng đẹp mọi người. Đó, thân sạch ngấn đậm thấy không? Mọi người thấy không? Đó. Rồi. Đó, có hai loại nha mọi người, loại 300.000 cây và loại 400.000 cây, thì tùy thích mọi người thích mua loại nào cứ liên hệ. Cái này có một cặp hai cây thì em nghĩ là bác nào mà có điều kiện tao quất hai cây này luôn thì tuyệt vời. Còn không thì để em cắt ra thành từng khúc chia sẻ ha. Rồi, 300 nè, 300 nè. 300 nè. Còn loại này to hơn tí, 400 nè. 400 nè. Và đây, 400. Rồi, có mấy cây thôi mọi người. Rồi, hôm nay thì có một số cây đây thì mọi người mua thì cứ liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề nhé. Mọi người liên hệ đại 0384750258. Hồng Liên Anh thì nó nở hoa tại vườn nhiều lần rồi nên là chia sẻ cho các bác anh chị rất an tâm. Với lại cái thằng này cái kiểu dáng thân lá nó cũng khá dễ nhận biết mọi người. Thân lá đẹp, nói chung thân lá đẹp lắm. Rồi, xin chào mọi người nhé. Mọi người lưu ý là giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu. Hôm nay thì cái số lượng khá là ít nên là không có nhiều để chia sẻ cho các bác. Nên là các bác anh chị chúng ta mua thì chúng ta sưu tầm sớm sớm tí nha. Bác nào thấy thì tranh thủ là chốt luôn nha. Không là hết đấy.